Chào quý ông bà cô bác. Hôm nay mình đến dự lễ tang của cụ bà Nguyễn Thị Ba. Bà đã trừ trần vào lúc 8 giờ 20 phút ngày 30 tháng 4 năm 2024 nhằm ngày 22 tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn. Cụ bà hưởng thọ được 90 tuổi. Tuổi của bà là tuổi Ất Hợi, sinh năm 1935. Quê quán của bà ở ấp Tân Lộc, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Quý vị xem video này, xin vui lòng cho mình một cái đăng ký. Xin cảm ơn. Giờ đây con cháu xem mặt bà lần sau cuối. Đây anh em dịch vụ mai táng tại hòm Úc Tròn để đến sắp xếp sửa soạn để cho kịp giờ tẩn liệm cho cụ bà. Trước khi tẩn liệm, gia đình có dọn một mâm cúng cổ quyền thất tổ nội ngoại đôi bên một mâm, và đây cúng bằng thiền giảng, thiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai cơ, một mâm chiến sĩ trận vong đồng bào tứ nạn đất đai nhân trạch thần hoàng bốn cảnh chỗ ăn chỗ ở, một mâm đây
gia đình đang cúng quý vị ở tập quán địa phương này. Thì đây như vậy quý vị cũng quan hỷ cho. Đây là gia đình cúng kiến xong rồi đang làm lễ nhập quan. Đã đến giờ làm lễ nhập quan cho cụ Hòa. Quan cho cụ bà. Còn không? Còn đồ đạt gì không? Khăn để trên mặt. Áo để giữa. Quần ở dưới. Gối ôm để hai bên. Xong rồi đổ trà lên cho đầy. Con cháu xá hai xá, lại hai lại xá hai xá, lại cho xong đặng dịch vụ mai táng tại hòm Út Tròn. Anh em đã làm lễ đậy nắp.
Bà 90 tuổi lớn tuổi, con cháu đông nhiều, ra lại cũng hơi lâu rồi thôi, con cháu đông lắm. Lại cho xong rồi ban nhạc lễ làm để dựng giá. Thank you.
Mẹ ơi, cha mẹ, ân tâm chung hộ bên
có đám nữ từ đón lòng cô lòng chân lòng tay nắng thôi nhìn đèn mà tất cả đèn quay quanh tắt cần sắp đi từ bởi sắp có câu sắp đi từ như quy sắp từ nay về
Rồi đứng dậy sáng hai sáng.